Chào tất cả các anh em nhá. Ngày hôm nay em test lổ ba con máy cho ba anh ở ba nơi. Đây là con máy này em sẽ test lổ cho anh Phong ở Bến Tre. Thì anh ấy cũng xem trên kênh bán hàng của em và anh ấy điện cho em. Anh em chưa gặp nhau bao giờ cả. Anh ấy chọn anh một con máy thật đẹp, Dusan 360. Thì đúng cửa hàng em vừa về một con máy này chất lổ, bảo anh ấy bảo lổ bảo hành hơi lốc trục cho anh. Đây, thì đúng cái chỗ lúc em có con máy đẹp. Đây em bây giờ em sẽ lổ test máy để con máy này chất lượng của nó thì đúng là điểm 10 của chất lượng rồi. Lốc các thứ đỏ chót, lốc Dusan nhé mọi người nhé. Máy 360 đề vẫn đỏ chót. Nhìn tổng quát qua thì máy này thì quá là rực rỡ rồi. Máy bãi em mang bên Hàn Quốc về nhé anh em nhé. Dusan 360. Anh Phong ở Bến Tre thì thực ra là em cũng bán hàng ở bên Bến Tre thì có 1-2 người thôi mua hàng của em rồi. Nhưng đa số ở các tỉnh An Giang, Long Xuyên, Đồng Tháp là mua nhiều. Và các tỉnh, mấy tỉnh lân cận, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An mua kênh của em cũng rất nhiều. Nhưng thực ra là cứ ai tìm đến em là em phải sẽ phục vụ hết mình luôn. Con máy này là turbo thứ vẫn còn nguyên của nó nhá anh em nhá, đỏ chót. Ủi ôi, nguyên nhìn cái màu cái máy này đã thấy thích rồi. Đây anh em xem này, tổng quát con máy này. Bây giờ em sẽ đè lỗ để test máy, gửi video cho anh Phong. Anh ấy đang thay con máy này lên con xe ba chân đấy anh em ạ. Nếu mà có tiền có điều kiện thì lắp con máy này lên thì không còn gì phải bàn nữa rồi. Máy nó quá đẹp. Mấy hôm nay thực sự là em có nhiều đơn hàng, khách hàng người ta mua nhiều máy, số lượng mua buôn cái máy nhỏ, máy Kuta, máy L95, người ta mua số lượng nhiều nên em bận rộn không có thời gian. Có khách hàng người ta bảo là sao mấy hôm nay không thấy làm video, mấy hôm nay không nên làm video lên. Để đây cu làm video để đăng lên thì thực sự bận quá. Hôm nay em đã làm, thực sự là khách hàng người ta nhắn tin cho mình, nhắc mình là vé đoạn mang sang trả tiền sau. Khách hàng người ta ủng hộ mình, người ta quan tâm đến mình thật sự là rất là vui. Chưa biết là bán hàng như thế nào nhưng như thế là vui rồi. Đè đi. Đấy, nháy đè cái lỗ luôn. Đấy. Máy quá chất rồi, máy Hàn thì quá chất rồi nha. Không một tí lôi dừa nha, không một tí đổ hơi nha anh em nha. Máy lổ êm du nhá. Không có gì quái nào luôn. Đang lên đây rồi không? Máy lổ êm quá anh em ạ. Thôi cứ để đang đi rồi. Ai ở trong sáng quang này nó chưa có bám dầu anh em nhá. Dầu bắt đầu lên rồi. Máy nổ quá, không có một tí khói nào nhá. Quá đẹp luôn. Ra đi chưa? Ra đi chưa? Ra
có đây. Máy lổ ngon quá anh em ạ. Đấy, em đăng lên cho anh em xem. Lổ em rít ga mạnh như thế mà không đổ hơi một tí nào luôn nhá, mọi người nhá. Nhưng con máy nó chất thì thực sự là cái giá của nó cũng phải cao. Thật sự với mọi người là như thế, đắt sắt ra miếng rồi. Ôi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá.